Xin chào các bạn Trong video này tôi sẽ hướng dẫn cho bạn cách cập nhật trình duyệt của Chrome lên phiên bản mới nhất Việc cập nhật lên phiên bản mới nhất sẽ giúp trình duyệt của Chrome của bạn nó chạy nhanh và ổn định hơn Vậy làm sao để chúng ta có thể là cập nhật trình duyệt Chrome lên phiên bản mới nhất Thì các bạn chúng ta sẽ làm theo các bước sau đây Bước đầu tiên á các bạn chúng ta sẽ mở trình duyệt của Chrome lên Rồi sau khi các bạn chúng ta đã mở trình duyệt của Chrome lên rồi á Tiếp theo ở đây các bạn chúng ta sẽ chọn vào 3 dấu chấm nằm ở phía trên bên góc bên phải á các bạn chọn vào sau đó ở đây các bạn chúng ta sẽ chọn vào mục là trợ giúp Rồi tiếp theo ở đây các bạn chúng ta sẽ chọn vào dòng là giới thiệu về Google Chrome Thì thông thường á đối với trình diện Google Chrome Nó sẽ tự động cập nhật khi có phiên bản mới nhất Tại thời điểm tôi đang quay video này á Phiên bản mới nhất của trình diện Google Chrome á là phiên bản này đó Vậy chứng tỏ là tôi đang xài phiên bản mới nhất của trình diện Google Chrome Còn nếu mà trình diện Google Chrome của bạn á Nó chưa phải là phiên bản mới nhất thì các bạn chúng ta sẽ cập nhật như sau. Ở đây tôi sẽ hướng dẫn cho bạn này. Nếu mà trình duyệt Google Chrome của bạn chưa phải là mới nhất thì ở đây các bạn chúng ta sẽ bấm vào nút là reload. Dịch ra tiếng Việt là chạy lại á. Khi các bạn chúng ta bấm vào chạy lại á thì lúc này á nó sẽ tiến hành là tải phiên bản mới nhất của trình duyệt Google Chrome về máy tính của bạn. Và sau đó nó sẽ tự động cập nhật lên phiên bản mới nhất. Còn nếu mà các bạn chúng ta thấy nó xuất hiện như thế này á chứng tỏ là máy tính của bạn đang sử dụng trình duyệt google chrome là phiên bản mới nhất nhớ nha ở đây á nó không có nút gì mà nó hiển thị như thế này thì chứng tỏ bạn đang sử dụng trình duyệt google chrome là phiên bản mới nhất rồi như vậy là trong video vừa rồi tôi vừa hướng dẫn cho bạn cách cập nhật trình duyệt google chrome lên phiên bản mới nhất nếu thấy video hay hữu ích thì bạn hãy đăng ký kênh và chia sẻ cho nhiều người khác cùng xem cảm ơn bạn đã theo dõi